Sĩ có một số bà mẹ thì khi thấy con mình bị sốt kiểu lạnh thì lấy chăn ủ ấm cho con. Ngược lại, một số mẹ khi thấy con sốt thì lại lấy đá chườm lạnh cho con để hạ nhiệt. Vậy thì hai cách làm trên có đúng hay không ạ? Chúng ta cần phải biết cái cơ chế tại sao khi mà thân nhiệt của trẻ tăng lên thì thường là trẻ sẽ có cảm giác lạnh run, và có khi chúng ta thấy rõ ràng tay chân của trẻ run lập cập nữa. Đó là do chúng ta có một cái điểm gọi là temperature setting.